Em giới thiệu đến các bác một cái công nghệ mới làm sạch và khử khuẩn để bảo vệ cái sức khỏe cho các bác đi ô tô nha các bác nhá. Đấy, các bác nào đang sử dụng ô tô mà dàn lạnh của mình chưa vệ sinh bao giờ thì các bác có thể tham khảo cái video này của em. Ở bên Akala bên em thì hiện nay là có một cái máy làm sạch, trang bị làm sạch và khử khuẩn dàn lạnh cho ô tô các bác nhá. Và máy này nó sẽ có tạo mùi hương luôn. Đây các bác có thể nhìn cái hình ảnh mô phỏng ở đây, và đây là cái dàn lạnh của ô tô này. Bình thường ấy, khi các bác mà đi vệ sinh hoặc là thay lọc gió thì nó chỉ thay cái nắp này thôi, đúng không ạ? Chỉ thay cái nắp lọc gió này thôi các bác nhá. Cái lõi lọc gió này thì nó chỉ ngăn bụi vào thôi. Còn cái mùi hôi và mùi ẩm mốc thì nó nằm ở trong cái dàn lạnh, sâu ở trong dàn lạnh ở trong ô tô cơ. Bình thường các bác mà muốn vệ sinh được cái đấy sạch sẽ thì khi mà ra kỹ thuật thì sẽ phải tháo hết, bung hết cái này ra. Đấy, thì mình mới có thể vào mở được cái dàn lạnh của xe ra. Nhưng bây giờ công nghệ đã có cái công nghệ mới, mình có một cái máy nội soi như thế này các bác này. Đây các bác có thể thấy là đây mình sẽ có một cái máy nội soi chi tiết ở đây, và mình có thể nhìn được chi tiết ở bên trong nó bẩn đến như thế nào luôn ạ. Đó, rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho bác. Và thời gian để vệ sinh cho một cái dàn lạnh cho ô tô này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi các bác nhé. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, diệt khuẩn xong hết thì mình sẽ sử dụng cái tinh dầu để khử khuẩn toàn bộ bên trong khoang nội thất này cho xe. Hiện tại thì Akala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Akala để bên em kiểm tra miễn phí cho các bác. Để bảo vệ sức khỏe cho anh em thì anh em bình thường anh em sẽ là một năm anh em sẽ đi dọn nội thất một lần và chăm sóc lại chiếc xe của mình, spa cho những cái chi tiết nhựa da và làm sạch cái bề mặt nội thất bên trong. Nhưng anh em lại quên mất đó là một cái hệ thống tuần hoàn không khí bên trong, đó chính là cái hệ thống điều hòa của anh em. Thì dàn nóng của anh em ở bên nằm bên ngoài và cái dàn lạnh nó sẽ nằm ở bên trong cái phần táp lô của chiếc xe. Thì bình thường như anh em muốn vệ sinh cái đấy thì anh em sẽ phải bung toàn bộ cái táp lô xuống và vệ sinh. Nhưng mà bây giờ cái công nghệ càng ngày càng hiện đại rồi, nó sẽ có những cái máy nội soi và đưa cái dòng hóa chất vào để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh cho anh em. Đây anh em có thể thấy đây này, có một cái dòng máy như này, nó để vệ sinh riêng cho cái điều hòa của mình. Và cái dàn máy này thì khi mà nó sẽ có một cái lọ hóa chất đây, anh em thấy không ạ? Hóa chất nó sẽ cắm vào đây, vào cái vòi hơi cắm vào đây, để mà khi mà anh em bấm này thì cái hóa chất nó sẽ được hút từ đây và đưa vào trong cái phần hệ thống dàn lạnh của anh em. Thì cái vòng cái cần này nó sẽ cong được đi theo cái ống này và sẽ điều chỉnh được trong này, và sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh trực tiếp để anh em thấy xem cái dàn lạnh của mình nó có bẩn hay là sạch. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái hình ảnh nó sẽ lên như này. Đấy. Thì như bình thường ấy thì nó sẽ có những cái dòng hóa chất chuyên dụng để vệ sinh cái dàn lạnh cho anh em, để mà nó vệ sinh sạch đảm bảo mà không gây ảnh hưởng gì đến cho hệ thống điều hòa này, và thứ hai là hệ thống chính cái bản thân sức khỏe của anh em. Đấy, đây là cái loại hóa chất của Voltronic này, để mà vệ sinh cho toàn bộ cái hệ thống điều hòa và cái hệ thống không khí bên trong xe. Với cái bộ Voltronic này nhập khẩu của Đức này thì nó sẽ có ba cái dòng hóa chất, ba cái loại hóa chất như này, và những cái dòng hóa chất này là rất là những cái dòng hóa chất tốt. Và anh em thấy không, cái dòng Voltronic này thì từ nhớt dầu động cơ nó đã cực kỳ tốt cho chiếc xe của mình rồi. Đấy, thì như hầu như là cái thương hiệu từ Đức thì anh em có thể biết là những cái đồ dụng cụ nó rất là tốt và những cái hóa chất cực kỳ tốt ạ. Đấy, còn anh em mà muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Hết chỗ đỗ xe rồi anh em ạ. Này xưởng đang phun rồi. Giới thiệu anh em tí. Mazda 3 đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Đây chiếc Lex. Bên này thì một chiếc Mazda đang vệ sinh dàn lạnh điều hòa. Đấy. Xe anh em nào đi mà cảm thấy điều hòa nó không mát sâu với lại nó hay có mùi ấy, thì đi kiểm tra ngay tình trạng điều hòa để vệ sinh ngay dàn lạnh nhé. Bên này một chiếc Cerato đang tháo lắp bì gầm. Trong này một chiếc xe Subaru đang dán full phim cách nhiệt 31 Crystalline. Xe này thì đang lên một cặp bì gầm X-Line X3 Pro. Đấy, bi gầm 3 inch. Đó. Bên này chiếc Honda City cũng đang lên bi gầm.
đang chờ lắp đặt. Bên này một chiếc Hyundai i10, xe này dán full phim cách nhiệt cũng như là spa lại xe. Đó. Đấy, một buổi chiều tại Akala Thái Nguyên. Anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần nâng cấp xe, độ xe, spa xe thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Combo sạch sẽ cho các bác đi xe. Đấy, đặc biệt là sạch sẽ từ trong ra ngoài các bác nhá. Đấy, ví dụ như chiếc xe này đã được vệ sinh khoang máy. Đấy, thì cái khoang máy sạch sẽ thì khi các bác lấy gió từ ngoài này khoang máy vào ấy, thì ngoài động cơ nó sẽ hút vào thì nó sẽ đỡ được cái mùi hôi, nó sẽ giảm bớt được cái mùi hôi. Khi ví dụ như trên này các bác khoang máy của các bác đi lâu nó bụi bẩn nó bám, hoặc là có thể chuột nó lên vệ sinh ở trên này rất là bẩn. Để mà sạch sẽ và thơm tho hoàn toàn ấy thì các bác làm thêm cho em cái vệ sinh dàn lạnh nữa các bác nhá. Đây, vệ sinh dàn lạnh như bên em sẽ có vệ sinh bằng cái máy nội soi nha các bác nhá. Kỹ thuật em vừa cầm qua. Ở đây thì mình sẽ có những cái dung dịch. Đây, sẽ tháo cái ấy dàn lạnh này ra và mình sẽ đi sâu vào trong dàn lạnh để vệ sinh sạch sẽ ở bên trong nhé các bác nhá. Đó. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ xong thì mình sẽ có một cái chai dung dịch nha. Ở trong cái hộp này nó sẽ có đủ combo nha các bác nhá. Đấy, thì nó có hai chai vệ sinh, là một cái là vệ sinh sơ qua và một cái là diệt khuẩn. Đấy, tiếp theo đấy là mình sẽ sử dụng cái chai này để mình khử mùi ở bên trong xe, toàn bộ nội thất và trong khoang điều hòa này các bác nhá. Đó, bác nào mà xe mà đi sử dụng lâu mà chưa vệ sinh nội soi dàn lạnh hoặc là xe nó có mùi, các bác có thể qua bên em vệ sinh sạch sẽ và trông khử mùi mình các bác nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em một cái combo thơm sạch đẹp cho anh em đây. Đây là một bộ vệ sinh dàn lạnh của Voltronic và một bộ nước hoa của Aroma. Đây anh em thấy đây là bộ nước hoa này. Đầu đây là cái bộ vệ sinh dàn lạnh cho chiếc xe này. Và cái bộ dày vệ sinh dàn lạnh nó sẽ có 3 cái dung dịch hóa chất như này. Đây cho anh em này. Đây, tổng cộng có 3 hóa chất như này cho anh em nhá. Và bình thường như anh em mà trên chiếc xe ô tô ấy thì cái dàn lạnh nó là cái bộ làm lạnh này, làm nóng này và tuần hoàn không khí trong xe của chúng ta. Thì bình thường như các dòng xe anh em đi lâu rồi ấy thì là cái dàn lạnh nó sẽ rất là bẩn và bụi mùi nấm mốc các thứ nó sẽ tích tụ ở trong đấy. Với thời gian dài mà anh em đi, có thể là anh em đi suốt cái đời xe rồi anh em khả năng anh em vẫn chưa bao giờ vệ sinh cái dàn lạnh của anh em mình đúng không ạ? Đấy thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái công bộ dụng cụ, đó là vệ sinh dàn lạnh của Voltronic nhập khẩu từ Đức. Đấy thì bộ dàn đây như là chiếc xe Vios này bên em đang tiến hành vệ sinh đây, anh em có thể nhìn thấy đây ạ. Cái dàn lạnh của chiếc xe này đã nằm sâu ở tận tít bên trong cái chiếc xe này. Đấy. Và cái dàn lạnh nằm để sâu trong cái hốc đấy. Và để mà vệ sinh được cái này thì bắt buộc khi mà anh em muốn vệ sinh thì anh em phải hạ cái dàn lạnh, hạ cái táp lô xuống. Nhưng hôm nay em sẽ đưa cái máy nội soi này về để nội soi cho anh em. Đấy, vệ sinh trực tiếp cái dàn lạnh của anh em. Đây anh em thấy cái dàn lạnh của anh em này. Đây cái dàn lạnh của chúng ta nó nằm sâu tận tít trong ấy. Và đây anh em thấy không ạ, đây cái dàn lạnh đây. Đấy, nó sẽ là rất là bẩn, bụi và rất là khó vệ sinh. Đấy. Sau khi vệ sinh xong bằng những cái dụng cụ hóa chất của Voltronic này rồi, cái dàn lạnh của chúng ta đã sạch rồi và đã hết mùi ở nấm mốc rồi và cái không khí trong xe đã trong lành rồi, thì tiếp tục em sau này em sẽ tư vấn cho anh chủ lắp thêm một cái bộ nước hoa khuếch tán nước hoa này nữa. Bộ khuếch tán nước hoa này nó có tác dụng đó là khuếch tán cái bộ nước hoa vào trong xe. Đây là cái bộ nước hoa của bộ nước hoa Aroma này anh em này. Đấy, thì một cái bộ nước hoa như thế này thôi thì anh em cho vào máy này, bộ nước hoa này sẽ khuếch tán vào trong hệ thống điều hòa chiếc xe, làm cho chiếc xe của chúng ta mùi nó sẽ thơm đồng đều và nó sẽ không bị nồng, và có chỉnh trên áp cho anh em. Có nghĩa anh em sẽ chỉnh cái bộ máy này trên áp này. Đấy, và để mà tuần hoàn cái nước hoa ở trong cái chiếc xe của mình, anh em có thấy nặng mùi quá thì anh em giảm cái lưu lượng nó đi, và anh em thấy nặng nhẹ mùi quá thì anh em tăng lưu lượng nó lên. Và cái hộp nước hoa này sẽ được giấu kín ở trong phần bên cốp phụ hoặc là những cái vị trí trống ở trong xe để không rất là thẩm mỹ, và anh em lên xe mà không nhìn thấy cái vật dụng gì treo nhưng mà vẫn có mùi nước hoa và thơm, và anh em không phải lo lắng cái trời nắng là để nước hoa ở bên trên phần mặt táp lô này là nó sẽ nồng này, và lạnh thì nó sẽ không có mùi này, hoặc là để lâu anh em nhiều anh em là nó sẽ rơi vào cái mặt táp lô, nó sẽ bị cháy cái mặt táp lô đúng không ạ? Đấy thì cái bộ nước hoa này sẽ tránh hoàn toàn được hết tất cả các cái mà em vừa mới nói đấy ạ. Nóng thì mùi vẫn như vậy, lạnh mùi vẫn như vậy, và không bao giờ bị nước hoa tràn lên cái mặt táp lô ảnh hưởng đến hệ thống chi tiết nhựa hoặc là chi tiết nội thất bên trong xe nhá. Đấy, còn anh em mà muốn lắp cái combo như trên video của em thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để em tư vấn lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.
Đây chị, phim 3M nó sẽ có hai loại, một loại phim 3M tàu và một loại phim 3M ship. Hai cái nó đều có cái logo giống nhau. Em ơi, từ từ đã, em ơi. Không, nó chưa liên quan gì đến cái này của chị ạ. Nó sẽ có hai loại nhá. Tại vì nếu mà không phải dán cái triệu rưỡi cái bảo bạn không bằng cái này. Đúng rồi, thì là bây giờ em giải thích cho chị rõ ràng thế này. Bây giờ 3M nó sẽ có 3M, hai loại 3M ship và 3M tàu. Thế chị cũng gì đấy, có logo 3M. 3M tàu nó làm logo y hệt 3M ship. Nếu như bây giờ em đang đo ở đây, cái này như cái sườn này, nếu mà nó đang dán theo cái sườn này ấy, đây này của nó có 57, đây chỉ số của nó, cái IR này của nó có 57% thôi. Tức là phim này là không đạt chất lượng, không phải không đạt chất lượng mà kém chất lượng kém. Đa số các dòng phim em làm thì cái tia ngăn cản kia hồng ngoại của nó là phải trên 90%, 92% đổ lên. Đấy, ví dụ như phim này nó rơi tầm 92% đổ lên. Đấy, thì là chị dùng đi cảm giác là nó mới ok, nó mới ổn được. Thì là bây giờ như cái máy này nó chỉ kẹp vào sườn nó đo được. Đa số tất cả các dòng xe thì khi mà người ta dán, một là từ hãng này tặng, người ta sẽ dán chung nhau một gói, là chất lượng phim thằng này với thằng này giống nhau. Thì khi chị đi dán lại tấm này thì bây giờ em không đo được, xác minh được tấm này là nó là phim xịn hay phim tàu, bởi vì cái này không kẹp vào trong này đo được. Đấy, thì là bây giờ nếu mà chị vẫn mình chưa được dán thì em bao giờ dán, hoặc là chị phân vân, hoặc là chị xác minh lại là xe trước kia xe chưa bị dán lại hay chưa. Chưa, nếu mà bây giờ mà tấm này tấm 3M chị chịu chẳng hạn, nếu mà tấm 3M chị, em riêng tấm 3M chị bây giờ nó có giá là 5,7 triệu, 5,7 triệu thì chất lượng nó sẽ hơn cái này 1,5 triệu. Thế thì cái cửa này chị cũng chẳng phải bán này, bán cửa này có ăn thua đâu mà đấy. Đây cửa này có 57% đấy. Đây em tưởng như hồng ngoại nó 7%, đây nó có 3 chỉ số, chỉ số tiền sáng nó là tức là độ sáng tối. Đấy, cái UV này nó tẩy UV, OV này hầu như là cái loại phim nào nó gần 97-98%. Cái này không quan trọng, chỉ cái áo của chị nó ngăn cả đời UV. Nhưng mà có cái đấy, là cái hồng ngoại này, hồng ngoại phải trên 90%. Hồng ngoại thứ nhất nó vừa ngăn cản được lượng nhiệt, thứ hai là cái tia hồng ngoại nó thì nó sẽ hại hơn cái tia UV. Thì là cái này nó, đây nó đạt 58% thôi. Bởi vì là thông thường cái kia bình thường, cái kia đây, như đây, 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 đây. Đây nó là 95% rồi mà. Đấy. Thì các cái dòng phim mà bọn em làm thì nó đều 90% hết. Cứ bảo là dòng con thợ nội thất nó sao mà lâu như thế mà cái chi phí nó lại cao. Đây anh em nhìn thấy đây là một chiếc xe ASEAN nhá. Ở bên em đang tiến hành dọn nội thất cho anh em. Đây anh em có thể thấy là có như dòng xe này nó bị cái nước vào trong cái sàn sàn này, và bên em phải tháo hoàn bộ cái phần sàn ra để xử lý lại cho chiếc xe. Đây, anh em có thể thấy đây này, cái phần sàn này nó ướt hết này. Và nếu mà xử lý không kỹ thì cái này nó sẽ rất là hôi. Cái này là ngấm nước lên tận trên cái phần này nhá thì nó cực kỳ hôi. Đấy, và chiếc xe thì tháo ra toàn bộ. Cái này là bên em đã vệ sinh và em đã có lắp lại một số chi tiết rồi. Đấy, còn đây anh em thấy cái phần cốp sau này. Cốp sau sẽ được tháo ra hết toàn bộ để mà vệ sinh lại toàn bộ. Đây, những cái bè này hôm qua đã có tháo ra rồi, hôm nay còn lại đã vệ sinh hoàn toàn và lắp lại hoàn toàn rồi nhá. Chứ còn đây anh em thấy không ạ? Một chiếc xe này khi mà làm nội thất này, anh em để thấy là tháo toàn bộ chiếc xe ra để mà vệ sinh, đánh lại cho anh em kỹ càng đến từng chi tiết. Anh em thể thấy này, những cái gioăng cửa, gioăng cây này. Đấy, đây anh em ra đây quay lên để thấy. Đây anh em thấy những cái gioăng cửa này, những cái khe kẽ này được tiến hành vệ sinh lại toàn bộ. Cái lọc gió điều hòa sẽ được tháo ra vệ sinh lại toàn bộ để tránh đảm bảo cho anh em là cái không có mùi hôi đấy nhá. Đấy, chứ không phải là anh em cứ bảo là dọn vệ sinh nội thất xong mà lâu thế này, sao mà cái chi phí nó cao này, xong rồi làm thì một lâu này. Đấy, làm con nội thất rất là lâu. Nói chung một chiếc xe như này tháo ra cẩn thận cho anh em và vệ sinh lắp đặt lại hoàn toàn hoàn thiện cho anh em. Đấy, anh em mà chưa biết dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ, chăm sóc chuyên sâu ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Đó, mùi bình thường ấy, anh em cứ bảo là thay cái này là hết mùi hôi này, xong rồi mùi bụi bẩn đúng không ạ? Nhưng không phải anh em nhá. Cái này nó chỉ là cái lọc gió, lọc bụi cho anh em thôi, từ cái khoang động cơ bên ngoài vào nhá. Thì bình thường cái khoang động cơ anh em lấy gió trong hoặc là gió ngoài ấy, thì cái khoang động cơ xong qua cái lọc này, cái quạt này chính là cái quạt ly tâm để ta khuếch đại cái không khí gió ở bên trong điều hòa đây này. Đấy, thì cái nó sẽ hút, có cái cổ gió hút bên ngoài vào và qua cái miếng lọc này, và cái lọc này chỉ có tác dụng là chắn bụi và bẩn cho anh em thôi. Nhưng mà
cái lọc này trông kín như thế này thôi, nhưng mà nó sẽ không thể cản hết 100% cái bụi mà khi mà đi vào trong cái dàn, đi vào cái hệ thống điều hòa của anh em được. Đấy, thì bình thường một thời gian anh em sẽ thay cái này, nhưng mà anh em lại quên mất là anh em không bao giờ vệ sinh cái dàn lạnh của động cơ bao giờ, điều hòa bao giờ. Cái mà cái dàn lạnh điều hòa chính là cái để tuần hoàn không khí qua đấy để làm lạnh làm nóng cho anh em đấy. Nhưng mà anh em rất lâu có thể không bao giờ vệ sinh, mà đi cả đời, hết cả đời xe rồi anh em vẫn chưa nghĩ là phải vệ sinh như nào. Giống như cái điều hòa của nhà mình ấy, tại sao lại có những khi mà lắp mới thì nó lại mát như thế, và sau này đi một sử dụng một thời gian sau nó lại không mát và cảm thấy có mùi hôi bí và cỡ như mùi nấm mốc ở trong xe đấy. Thì hiểu được cái vấn đề đấy, bên em đã đưa về một cái sản phẩm hóa chất vệ sinh dàn lạnh của Vultronic, hóa chất của Đức, để mà vệ sinh toàn bộ là cái hệ thống không khí bên trong xe và hệ thống dàn lạnh cho anh em, rửa sạch nội soi và đưa những hóa chất tốt nhất cho anh em để anh em sử dụng, bảo vệ sức khỏe cho anh em, bảo vệ an toàn cho anh em mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì trong cái bộ Vultronic này có đến tận 3 cái lọ dung dịch hóa chất để mà tạo tẩy rửa cái dàn lạnh cho anh em. Với những cái lọ với cái hóa chất nhập khẩu của Đức này thì tạo cái diệt khuẩn này và làm sạch. Còn đây là cũng cái dòng của Vultronic AC22, thì con này là tạo vệ sinh lại cái khoang nội thất bên trong xe của anh em, tạo cho anh em một cái không khí trong lành và diệt nấm mốc ở bên trong khoang nội thất bên trong xe. Đấy. Còn anh em nào mà sử dụng xe nhá, mà anh em chưa bao giờ chưa vệ sinh cái dàn lạnh cho ô tô, hoặc là anh em cảm thấy xe có mùi hôi, điều hòa không mát sâu, hay là điều hòa cảm thấy có mùi khó chịu, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác. Akala Thái Nguyên thì có những gì ạ? Anh em thấy ạ, đây là chiếc Kia Sonet. Trước này thì vừa mới từ hãng về nhá. Thì có qua bên em lắp một bộ camera hành trình của 70 mai này, Android Book DX265 của Ztech này. Đấy. Đấy. Anh em thấy xe vừa mới lấy từ hãng về nhá. Đấy. Còn bên này là một chiếc Chevrolet đây. Thì bộ cái chiếc xe này thì đang nâng cấp đèn. Đây anh em thấy đây, cái đèn gầm nguyên bản của chiếc xe được tháo ra. Và ngoài ra thì có lâm công bộ Bifa, đó là X-Line V30, bi gầm thì là X3 Pro, mã dành riêng cho hệ thống Auto 365. Đấy. Với combo này gần 15 triệu nhá anh em nhá, cho chiếc xe này. Toyota Avanza thì tiến hành vệ sinh dàn lạnh với hóa chất của Vultronic, vẫn là cái hóa chất quen thuộc với anh em đang làm vệ sinh dàn lạnh đây. Đấy. Và bên trong này là một chiếc, đây anh em, ngoài đây là, đây là một chiếc Innova, Innova cũng đang chờ để vệ sinh dàn lạnh nhá. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios. Đeo này đang dán full phim 3M. Đấy, 3M Crystalline anh em nhé. Đây. Đấy. Đấy, đang kỹ thuật đang bên trong đang dán kính lái. Đấy, ngoài ra thì chiếc xe này còn lên một bộ màn hình Ztech S100G nữa. Đây, không biết màn anh em đã lắp chưa. Đây. Anh em nhá. Màn thì được lắp vào vị trí gì nữa đây, chiếc xe này đây đã được lắp rồi. Đấy. Đấy. Đấy, anh em mà nào mà xe mà còn đang thiếu phụ kiện đồ chơi gì thì hãy ghé qua Akala Thái Nguyên để em nâng cấp ngay cho các bác nhé. Đấy, màn hình, phim cách nhiệt, cam 360, bậc dẫm, đầy đủ hết các đồ cụ đồ chơi cho anh em. Cảm ơn anh em. Tháo ra bọn em có máy nội soi, em sẽ soi trực tiếp cho anh xem. Nếu như dàn bẩn thì bẩn thì em làm kiểm tra cho. Cái kiểm tra đấy thì là miễn phí chứ không mất tiền. Anh cái khí ga hiếc anh kiểm tra được. Khí ga như con này thì có thể một là đo xem có đủ ga không, nhưng mà với cái tình trạng mà em vừa mới ấy xong ấy thì em nghĩ con này của anh sẽ không phải thiếu ga. Tại sao người ngồi trước thì lạnh run, ngồi sau cứ nóng nhỉ? Tất nhiên là khi mà cái dàn điều hòa đằng sau này này, cái đằng sau này cái ống nó sẽ ít hơn. Với cái khoang đằng trước của anh, khi anh ngồi đây này, người đằng trước nó đã che đi một phần rồi. Đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần đấy. Chứ còn thế không? Kiểm tra giúp em. Đấy, em kiểm tra cho xong rồi nếu mà ok bẩn thì bắt đầu em sẽ tiến hành vệ sinh. Cũng không phải là phanh, nó là phanh chân ấy. Vâng, đây để đây, em để đây luôn rồi. Ngày đéo nào chả đi rửa, lúc nào chả sạch. Bày vẽ ra dọn nội thất chuyên sâu. Rồi, đấy, các bác thấy không ạ? Đấy là nhiều bác đang nghĩ như thế nhưng không phải nha bác nhá. Cái dọn nội thất chuyên sâu là như thế nào? Đây anh em có thể nhìn thấy đây một chiếc xe mà bên em đang dọn nội thất chuyên sâu cho các bác. Thì chiếc xe sẽ được tháo hết toàn bộ ra để vào vệ sinh lại toàn bộ cái khoang nội thất bên trong xe. Thì như cái chiếc xe này thì nguyên bản của chiếc xe là cái sàn nỉ ấy, thì rất là bẩn và vệ sinh cực kỳ khó nhá. Cái sàn nỉ mà như anh em đây này, nó sẽ là như cái sàn lưng của cái ghế này, mà anh em chỉ cần thấy có bụi ở đây thôi nó sẽ bám vào, anh em lau không mà đi. Giải pháp này, anh em chỉ cần trải ngay một cái bộ sàn da như này này thôi, nước em đố các bác không mà ngấm, bụi không bao giờ bám, mà bám có bám nhưng mà mình chỉ cần lấy khăn và mình lau là nó sạch đấy. Chứ còn các bác mà để cái nỉ kia nhá, em nói là các bác hút
mệt nghỉ không bao giờ sạch. Thứ hai là sau khi đã trải xong cái sàn da này rồi, lấy ngay cho em bộ thảm sàn Kata Thái Lan này thôi. Các bác chỉ cần đặt cái này lên, bác thấy chưa? Đấy, đặt cái này lên, các bác nhắm chân lên đây, bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Còn các bác muốn giặt đúng không? Các bác nhấc cái này ra, các bác chỉ cần ra đây rửa sạch là rửa rất là sạch sẽ đấy. Còn lại nhưng khi mà vệ sinh nội thất thì bên em sẽ đánh lại toàn bộ cái hệ thống cánh cửa của bác này, nhựa da tabi cánh cửa này, đánh sạch vệ sinh lại hoàn toàn đây. Các bác thấy cái răng ke ke này vệ sinh là chi tiết để tránh bụi bẩn này, và dưỡng lại bằng toàn bộ cái da này bằng những cái hóa chất chuyên dụng làm mềm da, làm mềm nỉ và làm mềm da và cao su để lấy cho cái hộ đàn hồi và chống bạc màu cho cái tabi cửa này của bác này. Đấy, vệ sinh sạch sẽ như này. Và khi mỗi gói một gói dọn nội thất chuyên sâu này sẽ có những gói khử mùi nhá, khử mùi để làm thơm xe, làm sạch cái không khí trong xe của các bác đấy, các bác thấy chưa ạ? Chứ không phải cái các bác đi rửa 30, 40, 50 bác lau này, lau nó chỉ sạch ở cái bề mặt bên ngoài thôi, nhưng các bác đi lâu rồi nó sẽ ngấm vào, thẩm thấu vào những cái bề mặt này, thì các bác phải dùng hóa chất chuyên dụng để đánh và làm sạch cho nó đi thì nó mới đảm bảo cho sức khỏe của bác đấy. Còn cái nội thất chuyên sâu ấy thì các bác nên sử dụng và cái dụng cụ đấy một năm một lần để nó đảm bảo cho cái khoang nội thất của chúng ta luôn luôn sạch đẹp và như mới. Còn dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ? Các bác còn chưa biết địa chỉ uy tín thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên các bác nhá. Đây nha anh em nha. Đây, anh em mà đang đi ô tô mà cái dàn lạnh của anh em có bị như này không ạ? Đấy. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nguồn bệnh nó xuất phát từ đây chứ đâu. Đấy, cái này là những cái nấm mốc này, bụi bẩn này, mà sau thời gian sử dụng dài là cái nó sẽ bám vào trên cái dàn lạnh của anh em chúng ta như này này. Đấy, anh em cứ bảo là ở trong xe thì nó sạch đúng không? Đây là sạch của anh em này, anh em thấy không? Đấy, đây dì xét này, xong rồi bụi này, nấm mốc có thể ở đây, nó sẽ sản sinh ra từ đây, và cái không khí này tuần hoàn ở trên nó sẽ sản sinh ở trên cái tuần hoàn không khí trong cái dàn lạnh này, và nó đi ra khỏi vào trong khoang nội thất trong xe. Đấy, anh em cứ bảo là trong xe thì nó sạch như thế là sao nó bẩn đúng không? Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, thấy chưa? Đấy, chứ không phải là anh em cứ bảo là ở trong xe mà có lọc gió, lọc bụi mà anh em lấy gió trong này thì sẽ không bao giờ bị bẩn này. Thế cái đấy là không đúng rồi nha anh em nhá. Đấy, mà anh em mà cái đi xe mà cái tình trạng bị như này thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để em vệ sinh cho. Đây là cái thành quả em đang nội soi. Còn nếu như mà anh em chờ thành quả một lúc nữa, sau khi em vệ sinh xong thì xem cái dàn lạnh nó sẽ như thế nào nhá anh em nhá. Một cái quy trình rất quan trọng trong cái phần vệ sinh mà nội soi cái dàn lạnh của bên em. Đây, anh em có thể thấy đây là một cái đoạn mà xông và khử mùi khử khuẩn trong cái chiếc xe này. Đấy, anh em thấy là cái tinh dầu sẽ được xông và đưa thẳng trực tiếp vào trong cái xe này, và khói sẽ cái tinh dầu nó sẽ và cái nano bạc ấy nó sẽ tuần hoàn hết trong cái khoang nội thất này để khử mùi này, khử khuẩn cho anh em, và rồi sự làm mất hết cái mùi hôi trong xe. Đây anh em có thể thấy là sau khi mà xe mà đã khử xong thì anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, cái hương thơm về cái tinh dầu nó sẽ tuần hoàn hết trong cái xe của nội thất xe của mình, thì nó làm cho cái xe của mình nó mọi cái ngóc ngách nó sẽ thơm và cái mùi hôi nó sẽ biến mất. Đấy, anh em nào mà chưa nội soi dàn lạnh nhá, mà đi lâu rồi nhá, mà cần phải khử mùi này hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay em nhá. Nha anh em nhá, đây là dàn lạnh của một chiếc xe ô tô sau nhiều năm chưa vệ sinh này. Anh em nhìn thấy sợ chưa? Đây là cái rác bám vào đây nhá. Vi khuẩn nhất là bụi bám trong này rất là nhiều. Bây giờ bên em mới chuẩn bị tiến hành. Cái mùi này rất là khó chịu. Đó. Thì anh em đừng bảo là mấy ông gara ô tô lại gạ vệ sinh dàn lạnh nhá. Như này mà không vệ sinh thì bảo sao thì chả có mùi. Đấy. Đi xe nó mùi khó chịu. Đó, và điều hòa thì nó không được lạnh sâu, không được mát sâu. Đó, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng mà anh em sử dụng xe ô tô thì không thấy điều hòa nó mát sâu này, với lại xe cứ nổ máy lên nó có mùi này. Đó. Tại sao phải vệ sinh dàn lạnh ô tô? Chắc là nhiều anh em đang sử dụng xe ô tô sẽ cùng cái câu hỏi là tại sao mà lại phải vệ sinh dàn lạnh ô tô đúng không ạ? Thì hôm nay em xin phép trả lời cho anh em là tại sao phải vệ sinh dàn lạnh ô tô nhé. Đó, thì là một chiếc xe ô tô sau 1 đến 2 năm sử dụng hoặc là sẽ chạy ở tầm 20-30.000 km thì anh em sẽ cảm nhận là cái điều hòa anh em nó không được thơm, không được mát, không được tươi như là lúc anh em mới sử dụng xe nữa đúng không ạ?
cái nguyên nhân đấy dẫn đến tình trạng mà khi anh em sử dụng xe ô tô bật điều hòa lên nó có mùi khó chịu, đó là cái sau một thời gian sử dụng ấy, cái bụi bẩm cũng như là vi khuẩn nấm mốc nó bám ở trong dàn lạnh điều hòa, dẫn đến tình trạng mà anh em khi mà bật điều hòa lên, nổ máy lên, anh em đi sử dụng và nó có cái mùi điều hòa rất là khó chịu. Cái mùi điều hòa này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người trong xe, và cũng có thể nhiều người say xe thì ngửi cái mùi rất là khó chịu đó. Thì để cải thiện cái tình trạng này thì anh em nên đi vệ sinh dàn lạnh để đánh bay các cái vết bẩn cũng như là đánh bay bụi bẩn, nấm mốc trong cái dàn lạnh ô tô, thì sẽ trả cho anh em cái không khí trong xe luôn được tươi mát, luôn được thơm tho sạch sẽ, không có ảnh hưởng gì bởi các cái vi khuẩn nấm mốc trong xe nữa. Đó thì anh em sử dụng xe ô tô thì sau 1 đến 2 năm hoặc là chạy đến 2 đến 30.000 km thì anh em nên đi kiểm tra cái dàn lạnh xem tình trạng xe của mình, cái dàn lạnh nó có sạch hay là nó bẩn. Nếu mà bẩn thì anh em nên kiểm tra và xử lý ngay em nhá. Không gian trong xe nó rất là nhỏ ấy nhá. Khi mà nhà sản xuất ra chiếc xe thì cái dàn lạnh lại đặt ở sau cái phần cái táp lô của cái xe này. Mà mỗi lần anh em mà muốn vệ sinh cái táp lô ấy, không phải như cái điều hòa chỉ ở trong gia đình của mình đâu, là anh em có thể lấy nước phải rửa thế ấy trong đấy. Nhờ có thời gian không gian to để rộng để anh em vệ sinh. Nhưng mà cái ô tô không gian nó rất là nhỏ. Cái dàn nóng thì sẽ đặt ở bên ngoài xe rồi. Nhưng mà cái dàn lạnh nó sẽ đặt ở đằng sau cái táp lô này. Đấy. Có những cái dòng xe mà anh em muốn vệ sinh được cái dàn lạnh này, anh em phải tháo hạ hết cái táp lô này xuống. Mà một khi mà tháo cái dàn lạnh mà hạ cái táp lô này xuống ấy, thật ra là nhiều khi mà tháo ra nó sẽ bị sọc sạch này. Và thứ hai là gãy cá, gãy chốt, đấy là cái điều mà không thể tránh khỏi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái khi mà anh em đi nó sẽ có những tiếng kêu khó chịu, đúng không ạ? Thì hôm nay bên em có đưa về một cái công nghệ, đó là vệ sinh dàn lạnh nội, đối với cái phương thức đó là nội soi dàn lạnh. Thì đây có một cái máy nội soi đây. Anh em thấy đây cái máy nội soi này. Đấy anh em nhìn có thể nhìn thấy rõ là cái dàn lạnh của anh em mình ở đây. Anh em thấy không ạ? Cái dàn lạnh đấy ạ. Đấy, nên cái bộ sản phẩm này nó sẽ có một cái camera và cũng có một cái đầu hóa chất để đưa cái hóa chất vệ sinh vào để nó vệ sinh hết toàn bộ cái dàn lạnh cho chiếc xe này mà không cần phải tháo táp lô trên xe. Và khi mà xịt vệ sinh cái này ấy, thì anh em không phải lo là cái hóa chất nó sẽ lưu lại trong cái bầu đấy nhá. Cái tất cả hóa chất nó sẽ bị chảy xuống dưới này theo cái đường nước điều hòa của anh em ra đấy. Và cái hóa chất để vệ sinh cái dàn lạnh cho ô tô là cái hóa chất như thế nào ạ? Và có đảm bảo hay không? Đấy, thế cũng là những cái điều mà anh em rất là thắc mắc, đúng không ạ? Thì hôm nay em đã đưa về cho chú anh để mà đưa về một cái sản phẩm, đó là của Voltronic, hóa chất nhập khẩu của Đức. Đấy, anh em. Với cái lọ dòng sản phẩm nó sẽ có 3 cái hóa chất như thế này cho anh em này. Voltronic AV10 và Voltronic AV20 và Voltronic AC22. Đấy, 3 cái lọ hóa chất này nó sẽ có 3 cái tác dụng khác nhau để mà khi mà để mà vệ sinh cái dàn lạnh của chúng ta. Đấy. Với cái Voltronic AV10 này nó sẽ là cái hóa chất đầu tiên đậm, siêu đậm đặc để mà nó đưa cái hóa chất vào cái dàn lạnh này để nó sẽ đánh bay tẩy sạch cái bụi bẩn ở trên cái dàn lạnh của anh em. Sau khi sử dụng cái đấy, anh em sẽ sử dụng là cái AV22 để vệ sinh lại tổng thể một lần. Đấy, để diệt khuẩn, khử khuẩn mùi trong xe. Đấy là vệ sinh trong cái dàn lạnh. Sau khi vệ sinh dàn lạnh rồi còn cái khoang hành khách của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ có cái Voltronic AC22, cái này sẽ là dạng khí. Anh em khi mà vệ sinh hết xong hai cái lọ hóa chất này, anh em sẽ nổ máy và bật điều hòa gió nóng lên cho em. Bật cái này lên và để cho nó tuần hoàn cái không khí này trong xe để nó khử mùi. Đấy, một cái quy trình xử lý vệ sinh dàn lạnh và khoang nội thất trong xe rất là đảm bảo cho anh em, vệ sinh sạch sẽ, không khí thoáng mát, bảo vệ sức khỏe cho anh em. Đấy, còn anh em nào mà chưa muốn vệ sinh ở đâu ạ? Hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác nhé. Đây là chiếc Toyota Altis thì đi thời gian đi lâu rồi ấy. Cái dàn lạnh của bác thì có chủ có mùi hôi này và mùi hôi khó chịu. Thì cái đây. Sau cái thời gian mà các bác đi có thể thấy cái quạt gió của bác có thể nhìn thấy ạ. Rất là bẩn đúng không ạ? Đây. Đây là những cái bụi này. Thấy không ạ? Cái quạt gió nó quay như thế mà cái bụi nó còn tích tụ ở trên cái quạt này rất là nhiều này. Đen hết cả cái quạt đây, anh bác có thể thấy không ạ? Đây, cái lọc gió dù đã là đi qua một cái lọc gió như thế này rồi nhá. Đấy, đã đi qua một cái lọc gió như này cho bác này.
bên trên cái lọc gió này các bác thấy không ạ, những khe kẽ này bụi bẩn rất là nhiều này. Đấy. Và xuống đến cái quạt này với cái tốc độ quay như thế mà nó còn bị như này, thì vào trong cái dàn lạnh đây các bác có thể nhìn thấy này, bên em trước khi làm thì có một cái máy để nội soi như cho các bác để kiểm tra cho các bác, trước khi kiểm tra là hoàn toàn miễn phí nhá các bác nhá, không mất chi phí gì trong cái phần kiểm tra này. Bên em sẽ tiến hành vệ sinh và rửa sạch cái nội cái dàn lạnh này cho các bác, và sau khi vệ sinh xong thì sẽ có cái máy này để kiểm tra lại hoàn toàn cho các bác. Nên các bác yên tâm về chất lượng dịch vụ cho của bác là vệ sinh có sạch hay không này, và để vệ sinh nguyên một cái dàn lạnh đấy thì sẽ sử dụng một cái máy nội cái máy để mà chuyên làm sạch dàn lạnh như này. Đấy, to và khỏe như này đấy, máy rất là nhiều cơ chế sản sinh ra máy cả nước nóng này và hóa chất tuần hoàn ở trong này để đưa vào và vệ sinh cho các bác cái dàn lạnh làm sao sạch nhất, đẹp nhất, và loại sạch loại bỏ hết cái vi khuẩn bên trong cái dàn lạnh cho bác để cái không khí trở lại cái khoang nội thất này là không khí trong lành cho bác. Còn bác nào mà đang sử dụng dòng xe gì hãy comment ở phía bên dưới để bên em tư vấn hỗ trợ cho bác. Còn bác muốn vệ sinh ở đâu ạ? Hãy đến với Agala Thái Nguyên các bác nhá. Anh em đi lâu cái thời gian dài thì cái dàn lạnh của anh em rất là bẩn đúng không ạ? Mà anh em không mà hầu như là anh em sẽ không bao giờ để ý đến cái chuyện là vệ sinh cái dàn lạnh nó sẽ như thế nào. Thì đây bên em có đầu tư nguyên một cái máy vệ sinh dàn lạnh để cho anh em này. Đây, sau khi tháo anh em có thể biết là cái cửa gió điều hòa, cái này là cái bầu để cái này là cái tạo ra để hút gió vào trong và để tạo ra có cái gió để mà đi khắp cái khoang nội thất của anh em. Thì anh em nhìn thấy cái quạt nó bẩn như nào đấy, cái quạt riêng cái quạt ly tâm này nó đã bẩn như này rồi nhá, thì chắc chắn là cái dàn lạnh của anh em thì cũng chắc chắn là không được sạch. Nếu như anh em không vệ sinh thường xuyên thì chính là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của anh em và đi trên xe. Hầu như bây giờ anh em là đi xe nhiều hơn là ở nhà nhá. Và thứ hai là bên em sẽ có những cái máy nội soi như này. Đây, anh em thấy có mấy một cái máy nội soi như này để kiểm tra cho anh em thấy là cái dàn lạnh của anh em mình có bẩn hay không. Anh em các bác có thể nhìn thấy qua cái máy này thì các bác nhìn thấy không? Cái dàn lạnh rất là bụi, này, mốc hết vào cái dàn lạnh. Anh qua cái camera này thì cái màn hình của em nó hơi bé thì các bác không thể nhìn thấy được. Nhưng mà đấy thì các bác có thể thấy rất là bẩn. Đấy, còn cái máy này nó rất lên tận 4 đến 5 chế độ để mà vệ sinh cho anh em, rửa sạch sẽ bụi bẩn, khử mùi, tẩy mỡ ố mốc, các thứ đầy đủ hết cho anh em mà chi phí vệ sinh rất là hợp lý mà anh em không phải tháo bung cái dàn tóc hồi này ra nhá. Đấy. Anh em nào mà đang có nhu cầu vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akana ngay để bên em vệ sinh cho các bác. Các bác, đây là chiếc Mitsubishi Pajero Sport thì con này có 2 đến tận 2 cái dàn lạnh nha anh em nhá. Thì bên em đang tiến hành tháo ra để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh. Cái dàn lạnh phía trước thì đã vệ sinh rồi và đây là cái dàn lạnh phía sau này. Anh em thấy đây, cái dàn lạnh phía sau đây là cái quạt ly tâm nó này. Thì hôm nay bên em tháo ra làm gì ạ? Cái này tháo ra để mà vệ sinh lại nguyên là cái dàn lạnh. Với cái máy của bên em này là cái máy công nghệ độc quyền của Hàn Quốc anh em nhá, duy nhất tại Thái Nguyên bên em đang có và sở hữu. Đấy, thì đây là cái dung dịch để mà vệ sinh cái làm sạch cái dàn lạnh cho anh em này. Và cái máy của em đang làm đây là độc quyền và nó sẽ có khác biệt hoàn toàn so với cái máy khác. Ở cái điểm gì? Đầu tiên với cái máy này nó sẽ có tận 4 bước và bước đầu tiên anh em có thể thấy đây là có những cái cần đồng dài như thế này để làm gì ạ? Để đưa vào cái phần dàn lạnh của chiếc xe này. Thì đầu tiên anh em có thể thấy là như bình thường anh em đang vệ sinh em cũng ở một số nơi thì là người ta chỉ có cái máy nhỏ nhỏ và bơm có hóa chất vào rửa thôi, thì cái máy này thì nó máy to và đồng thời nó sẽ có bốn bước để vệ sinh cho anh em. Đây, đầu tiên anh em có thể thấy đây là cái bước đầu tiên mà cái máy có thể đưa ra, đó là cái vệ sinh bằng máy nước nóng. Con máy này nó sẽ phun ra cái nước nóng để vệ sinh cho anh em. Và đây là cái đây này anh em thấy không ạ, nước phun ra. Cái dàn lạnh của anh em nó sẽ là như thế này thì đảm bảo là sao mà cái dàn lạnh của anh em mới sạch được. Đây anh em nhìn thấy không ạ, đây cái máy nó sẽ hoạt động này và nó sẽ đun cái nóng cái nước này, anh em có thể thấy đây là nước nóng đây ạ, anh em thấy không ạ? Thì đầu tiên là cái nước nóng này nó sẽ vệ sinh lại toàn bộ cái dàn này cho anh em. Anh em thấy đây có cái dàn này của anh em nó sẽ thông ra bên này này đấy, thì anh em thấy không ạ? Đấy, nước bắt đầu nó sẽ thông phóng từ bên này sang bên kia và nó sẽ rửa làm sạch cái dàn lạnh cho anh em đấy, nó sẽ làm sạch cho anh em cái dàn lạnh cho anh em nhá. Đấy. Đây, anh em thấy không ạ? Đấy, cái dàn nó sẽ thông vào này. Đấy, đảm bảo để mà vệ sinh hết hoàn toàn cho anh em sau khi nước nóng. Đấy là hết cái chu trình đầu tiên. Cái chu trình đầu tiên sau khi kết thúc thì nó sẽ bơm có một cái hóa chất đây. Cái hóa chất này nó đổ vào trực tiếp vào cái máy này và nó sẽ bơm ra. Sau khi bơm ra thì anh em lại tiếp tục đưa vào cái máy, cái vòi này sẽ đưa hóa chất vào cái dàn lạnh. Và cái dàn sau khi mà ấy vào rồi thì nó sẽ xả lại toàn bộ cái này đây. Anh em có thể thấy đây. Đây anh em thấy sau khi mà vệ sinh xong thì cái dàn của anh em thấy nó rửa từ bên này sang bên này và đảm bảo là cái dàn của anh em nó rất là sạch cho anh em nhé. Đấy. Đấy. Đây.
đi anh em có thể vệ sinh đi từ trên này xuống dưới mà nó sẽ rửa sạch đây, anh em thấy không ạ? Đây, cái dàn nó có đi qua hết không ạ? Đấy, nó sẽ vụt qua hết như thế nha anh em nhá. Đấy, và vệ sinh lại toàn bộ cho cái dàn lạnh cho anh em. Và còn cái bước cuối cùng đó là cái bước xông hơi và khử mùi để khử lại toàn bộ cái khoang nội thất, khoang động cơ cho khoang nội thất cho anh em để mà vệ sinh sạch. Và cái máy này của em là cái công nghệ độc quyền duy nhất bên em có tại Thái Nguyên. Đấy. Anh em nào mà lâu rồi mà sử dụng cái dòng xe của mình mà đang muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn, hỗ trợ và kiểm tra cho các bác. Cảm ơn các bác. Anh chị em nào đang sử dụng xe ô tô mà lâu năm không đi vệ sinh điều hòa mà bây giờ bật cái điều hòa cảm giác là nó không được mát lạnh, không được mát sâu và thỉnh thoảng nó hay có cái mùi ý, thì anh em ra các gara hoặc đi vào hãng kiểm tra lại ngay cái tình trạng điều hòa nhé. Nhiều người cứ bảo là thiếu ga hoặc là điều hòa nó bị làm sao thì không phải là thiếu ga hay bị làm sao ạ. Tình trạng thiếu ga là xe phải anh em sử dụng phải rất là lâu thì tình trạng mới có ngay tình trạng thiếu ga thôi. Chứ còn nhiều xe anh em sử dụng có 1 2 3 năm mà nó gặp tình trạng đấy thì nó khả năng cao là ở cái điều hòa kia, khi mà trong quá trình mình sử dụng cái bụi bặm nó bám ở trong cái dàn lạnh điều hòa thì nó dẫn đến tình trạng là cái điều hòa này khi mà phả hơi ra nó không được mát sâu với lại là thỉnh thoảng có mùi. Đấy. Nếu anh em gặp cái tình trạng như đấy thì nên ra các gara hoặc là đi vào hãng kiểm tra anh em nhé. Vâng, những dòng mẹt thì có cần phải vệ sinh dàn lạnh không ạ? Nhiều bác bảo là cái xe sang rồi cái độ kín nó rất là tốt đúng không ạ? Ở đây hôm nay em sẽ vệ sinh cho trước cái mẹt xe đẹp em đây. Dòng này thì đã có dòng đời sâu rồi nhưng mà nó là dòng xe sang đây. Đây anh em này, tháo khi mà tháo quạt gió ra này, anh em thấy không ạ? Những cái bẩn biết nó sẽ kết vào những cái cánh quạt này. Và cái dàn lạnh thì vô cùng bẩn nhá. Vậy sao em bảo là vô cùng bẩn? Đây anh em thấy đấy. Đây là cái nước mà đã vệ sinh từ trong dàn lạnh ra đây, anh em nhìn thấy không ạ? Nó đã bẩn cực, rất là cực kỳ bẩn và cặn rất là nhiều. Đấy, anh em thấy nó đục hẳn ra này. Đấy. Và khi mà vệ sinh này thì anh em không lo là lưu hóa chất ở bên trong đâu nhá, bởi vì là cái hóa chất sau khi vệ sinh nó sẽ chảy xuống theo cái đường dàn lạnh, nước của dàn lạnh đi xuống dưới gầm xe cho anh em. Đấy, không lo là sẽ hóa chất lưu lại. Và sau khi vệ sinh xong đưa hóa chất vào thì bọn em sẽ rửa lại cái dàn lạnh này đến hàng chục lần do với cái đại nước trắng này để cho nó làm sạch hết cái hóa chất lưu giữ bên trong cho anh em, nên anh em yên tâm là không có chuyện là không mở ra mà vệ sinh không sạch được mà vẫn còn hóa chất ở bên trong đấy. Em đảm bảo với anh em là sẽ không còn có hóa chất ở bên trong cho anh em đấy. Và cái hóa chất em đang sử dụng cho cái vệ sinh này là hóa chất gì ạ? Vẫn là hóa chất của Voltronic thôi ạ. Đấy, hóa chất nhập khẩu của Đức. Anh em yên tâm là hóa chất nhập khẩu là hóa chất rõ ràng, đúng chủng loại, đúng nguồn gốc cho anh em, làm đảm bảo sức khỏe cho anh em chứ không phải làm những hóa chất linh tinh để làm đưa vào cái da lạnh của anh em và để ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em nhá. Đấy, anh em đấy, anh em chú ý xem. Đấy, chỉ có đi đây anh em không vệ sinh, có thể đi suốt đời xem anh em không vệ sinh này. Nhìn ạ, cái nước bẩn như này thì cái không khí mà khi mà tuần hoàn trong xe của chúng ta thì rất là nó sẽ rất là bẩn và sẽ không thể đảm bảo được cho cái sức khỏe của chúng ta khi di chuyển nhiều. Nhiều anh em là khi mà anh em có thể di chuyển trên cái xe còn nhiều hơn là khi ở nhà. Đấy. Còn anh em mà muốn vệ sinh như này hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé.